Tùng kim cương zin Ấn Độ nha anh em. Tùng kim cương, tùng đẹp nhất là lúc giai đoạn này nha anh em. Đẹp nhất là giai đoạn ra đọt này nha. Quá phê luôn. Kim cương zin. Phê quá phê luôn. Quay cây này xem vui nha anh em, cây này giao lưu rồi nha anh em. Anh em xem thấy hay thì cho em một like và nhấn đăng ký kênh ủng hộ em nha. Anh em có nhu cầu mua cây giống tùng kim cương thì vào kênh của em xem nha, có đăng và bán giá luôn cho anh em luôn.